man, oh man. September đúng là danh bất hư truyền các bạn. Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Thuần nghĩ là những người nào mà tham gia thị trường này ít nhất một năm đó thì các bạn cũng đã bắt đầu làm quen với sự lên xuống trên thị trường các bạn, sự thăng trầm trên thị trường này. Thị trường này đã có rất nhiều tin tức hàng ngày, hàng tuần, và chúng ta thấy là có rất nhiều cảm xúc luôn. Đây là một thị trường mà có cái sự lên xuống rất là nhanh các bạn. Và đối với lại Bitcoin đó, một cái tài sản mà hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa thì cái chu kỳ cũng rất là ngắn so với tất cả những tài sản khác. Các bạn thấy được là chu kỳ chỉ có 4 năm đến bây giờ mà thôi, thì cái sự lên xuống đó nó rất là mạnh, khiến cho tâm lý ai mà không vững thì khó trụ được ở trong thị trường này lâu dài. Và tôi nghĩ những người nào mà tham gia thị trường crypto này ít nhất là một năm trở lên thì các bạn sẽ từ từ tìm hiểu thêm về nhiều khía cạnh khác các bạn. Tôi nghĩ là một trong những cái tác dụng phụ khi mà các bạn đầu tư crypto đó là các bạn hiểu hơn về bản chất của tiền tệ như thế nào, các bạn hiểu hơn về cách vận hành của nền kinh tế như thế nào. Thuận nghĩ là những người đầu tư crypto đó có thể là Thuận hơi thiên một chút, tại vì Thuận là người đầu tư crypto, nhưng mà Thuận nghĩ những người đầu tư crypto thường đó họ sẽ hiểu hơn về bản chất của thị trường tài chính và tiền tệ hơn là những người đầu tư của những ngành khác. Đối với Thuận như vậy mà thôi các bạn, không biết sự thật ra sao, cái này là cảm nhận của Thuận mà thôi. Và đương nhiên đó, Thuận là người đầu tư crypto cho nên rất là thiên về những người đầu tư crypto các bạn. Nhưng mà cái Thuận muốn nói đây đó là khi các bạn hiểu hơn về bản chất thực sự của thị trường tài chính, hay là các bạn hiểu hơn về bản chất thực sự của tiền tệ, về lạm phát như thế nào, về dài hạn đó, đồng đô la mức giá như thế nào, thì ít nhiều gì các bạn cũng thấy được là nó có một cái sự đen tối trong suy nghĩ của các bạn. Nó khiến cho các bạn cảm thấy được là nó không có còn như là các bạn tưởng tượng trước đó nữa. Thị trường kinh tế đó vận hành hoàn toàn khác với những gì mà các bạn tưởng tượng trước đây. Có thể nói ngay các bạn thân của Thuận, các bạn khi mà Thuận đi học cho đến khi mà Thuận ra đời làm, cho đến khi mà Thuận thực sự hiểu được đó, thì những gì Thuận học trong trường so với những gì ngoài đời đó thì nó hoàn toàn khác biệt các bạn. Ngay cả bản thân Thuận cũng đã trải qua những cái thời điểm mà Thuận phủ nhận các bạn không thể nào mà nó hoạt động gì được các bạn. Nhưng mà Thuận còn nhớ lúc mà Thuận mới ra trường năm 2008 đó, và Thuận làm việc cho cái công ty đầu tư chứng khoán ở Carpinteria các bạn, nghĩa là gần Santa Barbara, California đó, thì Thuận còn nhớ giám đốc đầu tư lúc đó tên của ông là Tom Nugent. Thì Tom Nugent đã nói với Thuận lúc đó là tiền đó muốn in ra bao nhiêu cũng được. Lúc đó Thuận không có tin nữa các bạn, Thuận cảm thấy cái đó là ông nói khùng nói điên mà thôi, làm gì có chuyện chính phủ Hoa Kỳ muốn in bao nhiêu tiền cũng được, tiền in ra là phải có lý do này lý do kia, hay là phải có sản xuất chỉ số GDP hay gì đó. Nhưng mà đến cuối cùng đó Thuận hiểu được là tiền thì sẽ được in ra và in ra và in ra bởi chính phủ Hoa Kỳ các bạn, đồng đô la sẽ ngày càng mất giá. Và khi mà các bạn hiểu được cái cách vận hành rồi đó thì sẽ khiến cho các bạn ít nhiều gì nó làm cho cái sự hiểu biết về kinh tế nó tăng lên, nhưng mà nó lại có một cái màu đen pha loãng trong đó các bạn, khi các bạn hiểu được sự thật. Và nó sẽ khiến cho các bạn có những cái phản ứng ban đầu là phẫn nộ các bạn, tại sao nó lại hoạt động như vậy được. Các bạn sau khi mà phẫn nộ rồi đó thì các bạn lại cảm thấy là không có thể nào thay đổi được cái thế giới mà chúng ta đã được sinh ra. Các bạn thấy là cái cách vận hành của đồng đô la, hay là chúng ta nói tới là thị trường kinh tế nói chung, thì đã có trước khi mà Thuận sinh ra trên thế giới này các bạn, và sau khi chúng ta nằm xuống nó cũng vẫn sẽ tiếp tục như vậy mà thôi. Thì chúng ta lại bắt đầu có cái sự chấp nhận đây là sự thật các bạn, đây là cái thế giới chúng ta đã sinh ra, chúng ta không thể thay đổi được cái cỗ máy đó, chúng ta chỉ có thể thay đổi được bản thân của mình mà thôi, và chúng ta chỉ có thể thay đổi được là tài chính cá nhân của mình mà thôi. Và khi các bạn hiểu ra được đó, thì tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ có cái xu hướng là chỉ quan tâm đến tài sản cá nhân của mình, làm sao để có thể là có được cái sự cải tiến trong tài chính và giúp đỡ được người thân gia đình của mình. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.